Khi mà Phật giáo chúng ta phát triển thì nó cũng có những cái mặt thuận lợi, nhưng mà cũng có những cái mặt mà không thuận lợi. Thì trên bước đường tu của chúng ta cần nhất là khắc phục cái mặt không thuận lợi và phát huy cái mặt thuận lợi để đưa Phật giáo lên một tầng cao mới, để xứng đáng là người kế thừa cái sự nghiệp của tiền nhân để lại. Thì mùa an cư năm nay cũng như những mùa an cư trước, tất cả tăng ni ở học viện chúng ta là cấm túc hoàn toàn theo luật Phật chế. Chư tôn đức hội đồng điều hành thì còn phải đi giảng dạy ở các đạo tràng, cho nên chúng ta chỉ tập hợp lại 10 ngày gọi là quân tu. 10 ngày quân tu này chúng ta mới có điều kiện sống chung với tất cả tăng ni học viện và chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành của mình cho những lớp đàn em. Đó là cái việc quan trọng nhất. Thì trong cái buổi khai pháp hôm nay đó, vì có các hàng Phật tử tại gia cũng cùng tham dự, cho nên tôi chỉ gợi một số ý về cái pháp môn tu. Còn lại những cái lần hội thảo riêng thì tất cả các huynh đệ chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành của mình. Thì trong Phật giáo chúng ta đó, thì chúng ta có cái Phật giáo Nguyên Thủy và chúng ta có Phật giáo Đại Thừa và chúng ta có Phật giáo Kim Cang Thừa. Thì như vậy đó, cái pháp hành trì của Phật giáo Nguyên Thủy, của Đại Thừa và của Kim Cương Thừa đó, cái này hoàn toàn khác nhau về mặt hình thức. Cho nên mỗi cái pháp môn tu thì nó có một cái đặc biệt riêng. Vì Nguyên Thủy là nhắm vô cái việc tu hành làm sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Phật giáo Nguyên Thủy là nhắm vô chỗ đó, làm sao để thoát ly sanh tử. Cho nên Đức Phật thực tế mới dạy cho tăng và ni trong lúc tu hành thì đặt mục tiêu phải ra khỏi sanh tử. Mà muốn ra khỏi sanh tử thì không lệ thuộc ba việc: cơm ăn, áo mặc và chỗ nghỉ. Thành cái chỗ mà không lệ thuộc cơm ăn, áo mặc và chỗ nghỉ này đó, nó có nhiều cái quan điểm hoàn toàn khác nhau. Cái chỗ cao nhất mà không lệ thuộc này đó, thì cái trường hợp đó ta gọi là thực hành 10 pháp đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Ở đây là cái chỗ mà cao nhất, mà chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là cái người thực hành trọn vẹn được cái này. Còn những người khác cũng thực hành, nhưng mà có thể một giai đoạn, tức là một giai đoạn nào đó thôi, để trắc nghiệm cái này. Vì đây đó có thể nói là cái việc mà khó nhất. Tại sao? Là vì mọi người chúng ta đây đó chưa có được cái phước đức đầy đủ như Ngài Ma Ca Diếp. Vì Ngài đó là có một cái thân kim cương, tức là không bệnh hoạn, không ốm đau và có thể nhịn đói lâu ngày. Thì đây là cái việc quan trọng. Cho nên hành đầu đà là cái việc mà nói là khó nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Mà ai thực hiện được trọn vẹn cái này ấy, thì đắc
thánh quả A-la-hán dễ dàng hơn. Nhưng mà trong lúc đó, khi Đức Phật còn tại thế, thì ngoài Mahakajip ra, gọi là hành đầu đà đệ nhất A-la-hán, thì chúng ta còn có các vị A-la-hán khác, như là Tôn giả Xá Lợi Phất. Ở đây ta gọi là trí tuệ đệ nhất. Cho nên cái điểm này quan trọng. Ta nói đệ nhất của đầu đà và đệ nhất của trí tuệ, hai cái này khác nhau. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta đó, thì Đức Phật đề cập đến cái vấn đề trí tuệ là quan trọng nhất. Cho nên tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta là đều sử dụng cái phương châm duy tuệ thị nghiệp. Thành ra có trí tuệ thì có tất cả, mà không có trí tuệ thì sẽ mất tất cả. Cho nên tôi đó, là cái khi mà mới đi tu thực hành cái hành đầu đà, cũng đi khất thực, nhưng mà cái kết quả đó thì không được nhiều. Nhưng mà nhờ gặp Hòa Thượng Thiện Hòa đó, khai ngộ, cho nên tôi mới trở về Phật học đường Nam Việt đó, mà học. Tức là đặt cái vấn đề trí tuệ lên hàng đầu. Lúc bây giờ tôi lập chí tu hành đó, tôi nói tất cả mọi việc trên thế gian này tôi sẵn lòng nhường hết cho thiên hạ, trừ trí tuệ. Trừ trí tuệ không nhường. Cho nên tập trung hết sức của mình trở lại để phát huy trí tuệ ở mức cao nhất mà mình có thể làm được. Đây là cái trải nghiệm của tôi. Cho nên cái gì mình chưa biết, mình cần phải biết. Cái gì mình mà đã biết rồi thì cố gắng thực tập cao hơn. Cho nên Đức Phật của chúng ta là một con người mà tất cả mọi việc trên thế gian Ngài đều biết hết. Rồi tất cả những cái việc mà trên thế gian này không ai biết thì Ngài cũng biết được. Cho nên đây là việc quan trọng. Cho nên biết những cái việc thế gian, tức là biết những việc trong sanh tử. Nhưng mà biết những cái chuyện xuất thế gian, tức là biết được cái việc ngoài sanh tử. Mà muốn biết được cái ngoài sanh tử này đó, là phần nhiều đó, là các ngài đều thực hiện cái chánh định của mình. Cho nên trong cái chánh định này đó, khi mà thực tập đó, thì chúng ta cũng có nhiều cái định khác nhau, chứ không phải có một. Thực tế nhất là cái người mới tu thì làm cái gì? Tức là thực tập cái diệt tận định, là cái việc này đầu tiên. Cái diệt tận định này giúp cho ta cái gì? Không bị cái hoàn cảnh xã hội chi phối. Đi vào cái định này để tới cuối cùng nữa thì chúng ta an trụ vào cái pháp không. Tại vì chúng ta thực hành tứ niệm xứ thiền thì chúng ta sẽ chứng tới chỗ này thôi. Tới cái chỗ vô ngã. Đạt tới chỗ vô ngã tức là ở Niết Bàn. Nhưng mà cái chỗ này đó, nó rất là quan trọng. Khi có Đức Phật ra đời đó, thì cái vấn đề vô ngã là Niết Bàn, vô ngã là Niết Bàn, thì chỗ này đó, có cái hiểu khác thêm một chút nữa. Là vì nhờ có Đức Phật, cho nên các vị mà trụ diệt tận định thì không biết gì hết. Nhưng mà lúc bây giờ có Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật cũng nhập định, nhưng mà Đức Phật biết hết tất cả. Thành ra cái thứ hai mà chúng ta cần phải học theo Đức Phật. Thành ra hàng ngoại đạo bên Kỳ Na giáo, giáo chủ nổi tiếng nhất là khi Ngài nhập định thì bảo là 500 cỗ xe chạy ngang Ngài cũng biết. Tức là nhập vô diệt tận định. Cái này là thật.
Cho nên người tu đạt giải thoát là phải đi vào con đường này thôi. 500 cỗ xe chạy qua cũng biết. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì sao? Đức Phật chúng ta nữa. Bảo là nhập diệt tận định, nhập diệt tận định. Nhưng mà lúc bây giờ đó là có trí tuệ, cho nên ta gọi gọi là vô lượng nghĩa xứ định. Cho nên nếu mà nhập diệt tận định thì ta không biết gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, nhập vào cái vô lượng nghĩa xứ định của Đức Phật đó, thì biết hết tất cả. Ta biết hết tất cả. Bảo là 500 cỗ xe chạy ngang, Đức Phật cũng biết có 500 cỗ xe. Và Đức Phật biết thêm cái nữa là trên 500 cỗ xe này nó chở cái gì, nó đi về đâu và nó phát xuất chỗ nào. Đây là cái định mà của Đức Phật chúng ta. Cho nên bảo là duy tuệ thì nghiệp là chỗ này. Làm sao đó, chúng ta cũng nhập định mà ta biết được hết tất cả. Ta ngồi đó yên lặng, nhưng mà mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta không có việc nào ta không biết. Đây là một cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái chủ trương của Đức Phật là lấy trí tuệ làm đầu, phải biết. Mọi người chúng ta học Phật phải đặt cái này lên cao nhất. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, góc độ này đó, thì chúng ta nhìn xa hơn bước nữa. Ta biết, ta thấy được, ta biết được. Biết được chỗ này là gì? Ở trong xã hội loài người chúng ta đây, ta nhìn qua một cái đó, ta biết người nào mà từ cõi Phật sanh lại, người nào mà Bồ Tát sanh lại để cứu đời, người nào nữa là vị A-la-hán tái sanh. Tại khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Đức Phật có nói là 16 vị La-hán trong thời đó có nguyện tái sanh trở lại để dìu dắt những người đời sau cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Thành ta quan sát ta thấy này, ai là Bồ Tát tái sanh, ai là La-hán tái sanh. Rồi bây giờ đó, dưới thấp hơn bậc A-la-hán một chút nữa đó, là ai là những người ở trong tứ quả, tam quả, nhị quả và sơ quả. Cho nên khi có trí tuệ rồi quý vị nhìn thấy rõ. Ta nhìn một người chúng ta nhận ra liền là cái người này nó đã chứng được sơ quả rồi tái sanh ra đời này. Tại Đức Phật dạy đó, nếu chứng sơ quả đó thì còn 7 lần sanh tử nữa, tối đa là 7 lần sanh tử nữa thì sẽ đắc quả La Hán. Cho nên các vị này đương nhiên tái sanh trở lại, tái sanh trở lại trên cuộc đời này. Cho nên ta nhìn, ta thấy mấy vị này, ta biết họ là những người đã sơ quả tái sanh, nhập lưu. Tại sao ta biết? Tại Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người này đã từng ở trong dòng thác trí tuệ của Đức Phật, đã vào trong đó rồi, nhập lưu, giữ lưu đã vào rồi. Cho nên từ trong đó họ ra, từ trong chỗ đó họ tái sanh trở lại cuộc đời này. Thành ra từ trong đó tái sanh cuộc đời này là sao? Tức là bắt đầu gọi là nhập ấm, tức là mượn cái thân tứ đại ngũ quẩn mà do cha mẹ sanh ta ra đây, ta có nghe, gọi là nhập ấm. Bồ Tát nhập ấm, sơ quả nhập ấm, đây có. Thành ra khi mà nhập ấm mang cái thân tứ đại vô rồi đó, thì lúc bây giờ đó là ta có cái nghiệp của thân tứ đại. Cái nghiệp của thân tứ đại là cái nghiệp mà của cha mẹ chúng ta, của dòng tộc chúng ta. Nhưng mà chúng ta còn có cái nghiệp riêng của chúng ta nữa, ở bên trong đó là người sơ quả. Cho nên trong tâm thì sơ quả, mà ở bên ngoài đó là bình thường con người. Cho nên ta nhìn ta thấy kiểu con người đó mà đã sơ quả sanh lại vì đời trước họ đã tu rồi, cho nên tâm họ thanh tịnh rồi, họ không lệ thuộc ở vật chất, ba việc ăn mặc và ở họ không lệ thuộc, rất là nhẹ nhàng trong việc này. Cái thứ hai, họ không lệ thuộc tình cảm của xã hội, thương ghét khen chê của cuộc đời,
mà họ chỉ là cái người quan sát, và quan sát kỹ để chúng ta nhận ra được họ khen đúng hay họ khen sai, họ chê đúng hay là chê sai. Khi mà họ khen chúng ta đó, thì mình tự kiểm lại mình xem. Như bây giờ đó, mọi người đó nói tôi là Phật sống đi, tôi tự kiểm lại mình có phải Phật sống thiệt không? Mình có phải Phật sống không? Cho nên mình kiểm lại mình thấy mình không phải Phật sống, mình không phải Phật sống. Mình là còn kẹt một số các cái việc này, cho nên mình từ chối ngay cái chỗ này. Tôi không phải Phật sống đâu, tôi là con người. Tại sao? Tại tôi là con người, cho nên tôi còn có thân tứ đại, cho nên tôi còn phải ăn uống ngủ nghỉ, tôi còn có ốm đau bệnh hoạn, tôi còn có thân này, còn có thân này, gọi là nghiệp thân, tôi còn cái này. Nhưng mà khác hơn mọi người đó là cái nghiệp tâm của tôi đã xong rồi. Cái nghiệp tâm tôi thì vậy, nghiệp tâm xong rồi là sao? Thành ra mấy thầy, mấy cô đó tự kiểm lại xem. Nhưng mà cái nghiệp tâm của mình xong rồi đó, thì mình quan sát sự vật nó khác hơn cái người mà còn kẹt nghiệp tâm. Còn kẹt nghiệp tâm tức là còn kẹt phiền não đấy. Nên là các cái kiết sử mình còn kẹt. Cho nên trong mùa tu này đó, thì các vị cố gắng làm sao mà kiểm tra kỹ trở lại đó, các cái kiết sử mình hết chưa? Cái nào mà còn thì cố gắng khắc phục. Khắc phục những cái kiết sử mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên nặng nhất là ba nghiệp tham sân si lận. Tại vì chưa có trí tuệ. Thành ra chưa có trí tuệ cho nên dễ tham và dễ bực. Tham và sân, hai cái này quan trọng. Rồi đó, từ chỗ tham sân mà khởi lên đó, thì tâm hồn chúng ta trở thành si ám. Tức là phán đoán mọi việc trên cuộc đời này không còn chính xác nữa. Thì như vậy chúng ta đã đọa vào trong sanh tử, thì mất hết một kiếp tu của ta. Cho nên các cái vị sơ quả họ đã đoạn được kiết sử rồi. Do đó cho nên họ sống trên cuộc đời này họ rất là tự tại, rất là an nhiên. Cho nên đây đó là đời trước tu rồi, đời này tái sanh trở lại, cho nên quyết chí đi tu. Mà quyết chí đi tu là quyết chí mà phát triển cái đạo lực của mình đó, từng bước để đi lên. Cho nên người này đó lần lần đi lên. Đây là cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Nhất là ở trong mùa an cư này chúng ta phải kiểm tra trở lại. Đây là cái hàng mà sơ quả tái sanh. Nhưng mà nếu chúng ta đời trước đã chưa chứng được dự lưu, mà bây giờ đó tái sanh trên cuộc đời này thì sao? Tức là phiền não chúng ta còn phải không? Nó ba cái việc mà quan trọng nhất: nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Tôi luôn luôn kiểm tra cái này. Mà phiền não đó là dễ thấy nhất và dễ kiểm tra nhất. Cho nên khi mà ta kiểm tra lại phiền não, ta thấy còn không? Cho nên những người đó tu hành của chúng ta này mà còn phiền não đó, thì nhìn cái mình biết liền. Nói một cái gì không vừa ý đó, thì mặt đỏ lên, phải không? Mặt đỏ lên. Tại vì khi mà thực tập cái pháp này đó, Hòa Thượng Thiên Hòa đã cân nhắc, đã dạy tôi cho nên. Tại Hòa Thượng dạy tôi cái điều này. Tức là khi giận thì không nói, bực tức thì không nói. Bực tức mà nói đó thì cái gì cũng sai hết. Tức là nói phát ngôn trên cái phiền não. Bây giờ ta không ưa một người nào đó mà ta nói về người đó đó, thì cái này phát xuất là gì? Phát xuất từ phiền não. Cho nên phiền não đã đưa ra thì nó có cái phiền não khác phản biện trở lại. Mà ngày nay thì cái phản biện trên mạng cái này rất lớn. Thành ra người mình nói một câu đó, người ta có thể nói 10 câu, ta có thể nói 100 câu, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Thành ra trong lúc đó, tại vì mình bực mình nói ra, mình bực mình nói ra thì cái khi mà bực tức nói ra thì cái này sao? Là tiếng nói của phiền não.
và phát xuất từ tâm phiền não. Cho nên chỗ này ta biết ngay và ta chặn nó lại. Nên Hòa Thượng Thiên Hòa dạy tôi đó, là khi bực tức là không nói. Mà khi bực tức mà không nói được đó, thì sao? Mặt ta đỏ lên, phải không? Thì mặt ta đỏ lên. Cho nên mình nhìn mình thấy cái người đó mặt đỏ lên, mình biết họ bực tức mà họ không nói. Còn người tệ hơn chút nữa, bực tức nói bậy. Mà lỡ nói một lời sai rồi đó, thì sẽ có 1000 lời nói sai khác phản biện. Nguy hiểm vô cùng. Trên bước đường tu của chúng ta nó phải cẩn thận. Đó. Cho nên không nói thì người ta không thể làm gì khác hơn được. Vì vậy đó là trước mắt là không nói. Nhưng mà trong lòng vẫn còn bực tức. Thì sao? Quý vị lo niệm Phật, lo tụng kinh, lo sám hối cho nó tiêu cái nghiệp bực tức của mình. Chứ đừng bao giờ đem cái nghiệp bực tức của mình đó mà trút lên đầu những người khác. Nguy hiểm vô cùng. Gọi là phiền não này đã trùng trùng duyên khởi. Bao giờ nữa mà mình hết giận rồi, mà mình quan sát kỹ rồi, mình thấy mình thương cái người đó, mình muốn giúp đỡ người đó, thì bằng cái chân tình của mình đó, mình nói. Nhưng mà mình thấy chưa nói được đó, thì cũng không nói. Chưa nói được. Cho nên cái chỗ này đó, ở trong Kinh Bảo Tích đó, Đức Phật dạy một câu tôi thấy rất hay. Ma nó nói sai thì để nó nói lại. Ma nó nói sai thì để nó tự nói lại. Nếu chứ mình không có, không biện minh, không cần biện minh. Nó nói sai để nó lại. Còn nếu nó nói đúng thì cái trường hợp này sao? Mình thấy mình có lỗi, mình phải sám hối. Thì mình nên kết làm bạn. Kết làm bạn đồng tu để cùng đi lên. Thì đây là cái an toàn nhất. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi đã từng trải qua chỗ này. Cho nên cái khi ở trong trường mà tôi thấy có những bạn đồng tu mà dụm lại với nhau rồi nói những chuyện phải trái hơn thua đó, là tôi luôn luôn tránh. Tôi luôn luôn tránh. Tìm những người bạn mà mình có thể chia sẻ được, có thể giúp cho mình từng bước đi lên. Thì cái này là làm bạn. Cho nên đây ta gọi là làm bạn với hiền thánh nữa. Đây là hiền thánh. Đời trước họ sanh lại. Nhưng mà nếu may mắn mà mình gặp được vị thánh tăng, tức là vị A-la-hán sanh lại, mà chỗ này đó vô cùng quan trọng. Như trên bước đường tu đó, mà may mắn gặp được các vị này đó, họ dìu dắt đó, thì chắc chắn mình sẽ đi tới đích dễ dàng. Cho nên tôi không biết là có phải A-la-hán không, nhưng mà trong đời tôi lại gặp những cái việc lạ lùng như vậy. Thành ra khi mà tôi lên núi Thị Vải là tôi muốn từ giã cuộc đời, muốn đi theo đường đó tu. Cho nên tôi tâm đắc nhất là ở trên núi. Tôi nói là trú tại Linh Sơn Văn Điểu Ngữ, bất tùng thành thị thính nhân ngôn. Tôi rất tâm đắc cái câu của mình. Thì Hòa Thượng Thiên Hòa đó, Hòa Thượng mới nói với tôi đó, ông là con người mà không nghe được tiếng người, mà nghe được cái tiếng của khỉ vượng. Ông có muốn làm khỉ vượng nữa không? Đây là một vị thiện tri thức mà khai ngộ cho tôi. Khi mà mình ẩn tu, mình thấy mình tâm đắc, không ai quấy rầy mình nữa, phải không? Rồi mình nghe tiếng chim kêu dượng hú, mình nghe nến, nước chảy suối reo, mình thích thú cho cái cảnh yên tĩnh này của mình, không ai làm phiền mình nữa. Nhưng mà như vậy đó, thì coi chừng mình trở lại cái đời làm chim làm vượng. Cho nên chỉ một lời cảnh tỉnh như vậy đó mà tôi trở về Phật đường Nam Việt để học. Các vị nên nhớ cái này. Thiện tri thức, cái chỗ này rất quan trọng. Khai ngộ. Đây là một cái việc mà quan trọng nhất. Các vị
A-la-hán, các vị A-la-hán mà họ tái sanh trở lại của cuộc đời này đó, họ nhìn thấy những người nào mà có chí tu hành và có cái quyết tâm cao đó, họ tìm cách họ giúp đỡ. Cho đến cái năm 1963 đó, thì lúc bây giờ đó, tôi lại gặp một vị khác nữa. Khi mà tất cả các huynh đệ đó cùng lớp mới rủ nhau tự thiêu, phải không? Thấy Quảng Đức tự thiêu đó, thì rủ nhau tự thiêu. Bà Diệu Không từ Quế vô này ghi tên tự thiêu, cho nên mấy thầy học tăng trẻ họ mình thiêu. Thành ra khi tôi cũng định lên đăng ký để xin tự thiêu ấy, thì lại gặp một vị hòa thượng già khác nữa tới nói với tôi thế này: ông định tự thiêu hả? Ông định tự thiêu phải không? Ông nên nghĩ xem ông có được như ông Quảng Đức không mà tự thiêu. Ông tự kiểm tra lại coi cái tham sân phiền não còn không mà tự thiêu. Nếu tự thiêu vì bực tức thì có chừng đọa A-tu-la nha. Bực tức mà tự thiêu cái này rất nguy hiểm. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên gặp cái vị thương thức này là khai ngộ. Từ chỗ này mà tôi bỏ cái ý định tự thiêu đi và tiếp tục đi học. Các vị nên nghĩ, nếu mình không gặp những cái vị hướng dẫn như thế thì mình cuộc đời tu không biết nó ra sao nữa. Cho nên tôi nói là trên cuộc đời này đó, mình tầm sư học đạo là cho nên quyết tâm tu, thì các vị thánh A-la-hán họ đắc đạo rồi, họ cũng muốn cho Phật giáo tồn tại lâu dài trên cuộc đời này, cho nên họ mới xuất hiện mà giúp đỡ cho mình để mình từng bước trưởng thành, sau này mình gánh vác Phật sự. Đây là việc quan trọng. Cho nên tôi nói đây, các vị đắc từ sơ quả cho tới tứ quả ở trong thời của Đức Phật Thích Ca, họ tái sanh trở lại để họ tu thêm, họ tái sanh trở lại để họ hướng dẫn, để dìu dắt cho những cái thế hệ kế tiếp theo để mà giữ gìn cái mạng mạch của Phật giáo. Thành ra ta nhìn kỹ ta thấy ai là những vị A-la-hán tái sanh lại, ai là những vị sơ quả, nhị quả, tam quả tái sanh lại. Ta nhìn ta thấy cái hành động, cái cử chỉ của họ, phải không? Cái lời nói của họ, mà ta đi xa hơn bước nữa, ta nhận ra được cái tâm của họ, cái cảm tâm. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này tôi thấy rất là lạ. Khi mà tôi gặp một cái vị mà tôi nghĩ đây là vị A-la-hán, thì tự nhiên cái từ trường của vị này tác động qua cái tâm tôi. Tôi tự sanh ra cái tâm kính trọng lạ thường, mà tôi tự thấy lòng của mình nó yên tĩnh một cách lạ thường. Mình tu 10 năm mà không bằng một lần mình gặp được vị cao tăng này. Cho nên trên bước đường tu điểm này rất quan trọng. Còn nếu mà chúng ta gặp các vị hay nghiệp tăng nữa thì rất nguy hiểm. Tại gặp những người mà nghiệp tăng đó, thì chúng ta học thêm được cái nghiệp của họ, phải không? Cái nghiệp của họ truyền trao cho ta, cho nên cái nghiệp này ta không có, nhưng mà rồi đó ta học được cái nghiệp của họ đó, sau này ta trở thành nghiệp tăng. Nghiệp tăng, nghiệp chướng tăng, thì cái trường hợp này cuối cùng bỏ tu là cái việc bình thường. Cho nên cố gắng giữ tâm của mình đó, cầu đạo cho cao nhất, và mong làm sao đó mà được các vị hiền thánh tăng hỗ trợ cho mình để giữ vững được cái đời sống tu hành của mình, để đạt được tối thiểu là sơ quả. Sơ quả này là tôi nói là không còn buồn giận sợ lo. Hãy vị nào mà thấy trong lòng mình còn buồn còn giận đó, là phải khắc phục ngay cái này, chứ đừng đi tới nữa. Càng đi tới, càng đi xa thì khó trở lại. Cho nên phải cắt ngay cái chỗ này để tâm mình trở thành thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì mới được các vị hiền thánh này gia bị. Đây là việc mà quan trọng tất cả tăng ni ta. Nếu mà cái phước chúng ta lớn hơn chút nữa thì ta gặp các vị Bồ Tát
hiện lại. Cũng trong loài người, cũng trong loài người, nhưng mà là Bồ Tát sanh lên làm người. Cái Bồ Tát đó mà họ sanh ra làm người đó, họ khác hơn con người mình xa lắm. Họ làm những cái việc mà mình không thể hiểu được. Nhiều khi mình phán đoán họ nó không đúng. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên mình lấy cái tâm phàm của mình mà phán đoán một vị Bồ Tát tái sanh ấy, thì cái này hoàn toàn sai. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức ấy, tôi gọi đó là vị Bồ Tát tái sanh. Bồ Tát Quảng Đức là một vị Bồ Tát tái sanh trở lại. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi vô cùng kính trọng Ngài. Vì vậy đó mà cái khi Ngài tự thiêu đó, Ngài tự thiêu đó, thì Bác Hồ làm một câu đối mà tặng cho Ngài, gọi là vì pháp thiêu thân vạn cổ hùng quy thiên nhật quyệt. Cái việc của Hòa Thượng Quảng Đức thiêu thân có thể sánh bằng nhật quyệt, tức là trời đất, phải không? Vũ trụ, không thể so với cái gì trên cuộc đời nữa. Đây là một vị lãnh đạo của đất nước mình mà ca ngợi một vị thầy tu. Đây rõ ràng lưu danh bất tử, bách niên chính khí địa sơn hà. Cái chính khí của Hòa Thượng đem so với đất, núi, sông, đem so với cái này. Không có gì đem so với cái chuyện này nữa. Thì khi mà tôi nhận được cái câu đối này của người đưa tôi nữa, thì lúc bây giờ tự nhiên tôi mới suy nghĩ và tôi làm cái bài kệ để tán thán Hòa Thượng. Và suốt từ đó đến nay tôi tụng Kinh Pháp Hoa là tôi đều lại cái bài kệ mà ca ngợi Hòa Thượng. Đó là ca ngợi một vị cao tăng, một vị thánh tăng mà hôm nay nó là trên 50 năm rồi nữa, mà gần như là cái uy tín của Hòa Thượng vẫn còn đối với tất cả mọi người ta. Cho nên ta nhìn ta thấy các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát tái sanh ở trên cuộc đời này nữa, họ làm tất cả những cái việc mà cái tâm phàm chúng ta có thể nào mà nhận ra được này. Cái người nào mà vỗ ngực xưng danh Bồ Tát này kia đó, chúng ta biết đây là giả. Đây là sự thật. Thành ra Hòa Thượng Quảng Đức, nếu mà những người bên ngoài họ nhìn họ thấy, họ nói gì? Hòa Thượng Quảng Đức là cái người mà dốt nát, phải không? Thầy cúng. Đây là điều quan trọng. Ta thấy Ngài đi cúng không? Nhưng mà cái việc làm của Hòa Thượng Quảng Đức, nếu ta nhìn vào chiều sâu chúng ta thấy khác. Nhìn vào chiều sâu chúng ta thấy khác nhé. Hòa Thượng đi cúng, Hòa Thượng lấy tiền về nuôi tăng, phải không? Đây. Tăng ni mà ở trong các cái trường Phật học trong thời kỳ đó khó khăn thiếu thốn đó, thì Hòa Thượng xuất thân, Hòa Thượng đi cúng và lấy tiền này về để mà nuôi tăng cho mình, chứ không phải lấy tiền để xài riêng. Đấy. Cho nên nếu mà ta thấy những người mà họ đi cúng, họ làm cái này kia để lấy tiền về họ tiêu xài một cách mà vô lý đó, thì chúng ta biết cái này không phải. Nhưng mà Bồ Tát thì vì người, gọi là vị tha. Ta nói trong lúc mà còn làm học tăng đó, tôi nhận ra được các cái vị này cách lạ rồi, ở các tỉnh xa. Nhưng mà mỗi lần về Phật Công Đường Nam Việt đó, về Phật Công Đường Nam Việt thì các vị này gặp tôi đó, thì vị này cho 5 đồng, vị kia cho 10 đồng. Bảo là cố gắng học để sau này gánh vác Phật sự. Cho nên cái khích lệ này vô cùng quan trọng. Ta nói các vị này họ không nghĩ tới thân họ đâu.
Nhưng mà họ nghĩ tới đạo pháp, cho nên họ xả thân để mà họ hộ đạo. Cái điều này quan trọng. Đấy là cái việc đó. Cho nên từ cái góc nhìn này đó, mà tôi nhìn, tôi nói Hòa Thượng Quảng Đức là một vị Bồ Tát. Và còn nhiều vị Bồ Tát nữa, nhiều vị Bồ Tát nữa, họ ở trong mọi tầng lớp xã hội này, họ hộ đạo này, cái chỗ này quan trọng. Tên cái tồn tại của chúng ta đấy này, ai cũng nghĩ rằng làm sao mà có điều kiện để mà nuôi cho tăng ni hàng ngàn người ở không ăn học như thế. Không ai nghĩ làm được. Tôi đã nhờ các vị Bồ Tát này. Thế nên các vị Bồ Tát này ở trong mọi tầng lớp xã hội, họ kiếm ra được nhiều tiền, nhưng mà tiền đó họ không xài. Cái lạ, họ không xài. Cá nhân họ đó là rất tiết kiệm, nhưng mà cúng cho trường chúng ta đó là họ hết lòng. Nếu không có cái đó thì trường chúng ta không thể nào xây dựng được và không thể nào tồn tại được. Cho nên đây tôi nói các vị Bồ Tát, từ các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời này để hộ đạo, đóng cái vai trò hộ đạo này rất quan trọng. Thế nên chúng ta đó, là gì? Sanh trên cuộc đời này, đi xuất gia, là cái trường hợp này đó, Đức Phật quyền ký cho chúng ta phải giữ đạo. Còn các vị Bồ Tát này đó là những người hộ đạo, cho nên họ đóng nhiều cái vai khác nhau. Nhưng mà ta nhìn kỹ ta thấy, cái người mà họ kiếm được tiền mà họ không có vì bản thân của họ, họ sống rất đơn sơ, nhưng mà họ dùng cái tiền đó để họ làm việc nghĩa đó, thì chúng ta biết đây là các vị Bồ Tát hiện thực. Cho nên chúng ta phải sanh ra cái tâm mà kính trọng, chứ đừng bao giờ nghĩ mình là ông thầy tu, là thầy của thiên hạ, đừng nghĩ về sai. Thành ra nhìn bằng con mắt huệ, chưa có con mắt huệ thì phải nhìn bằng con mắt bằng niềm tin. Các vị Bồ Tát đây rất quan trọng. Thành ra Bồ Tát mà ở trong cái thập hồi hướng, để quý vị biết, Bồ Tát mà ở trong cái vị thập hồi hướng này đó, là thường họ hay tái hiện trên cuộc đời. Tái hiện để làm gì? Họ làm ba việc. Cho nên ta nhìn ta thấy người nào mà làm ba việc này đó, là chúng ta cố vào chánh niệm để quan sát kỹ trong thâm tâm họ có phải Bồ Tát thì không. Thế nên Bồ Tát mà ở thập hồi hướng này, tức họ đã tu xong rồi, tu xong rồi cái thập trụ và thập hạnh rồi, tức là bản thân của họ là đầy đủ rồi đấy. Nhưng bây giờ nữa, họ mới làm ba cái việc quan trọng này. Cho nên ta quan sát để ta thấy, ta nhận ra được các vị Bồ Tát ở cái ngôi này. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất, Bồ Tát mà tập hồi hướng đó, thì cái thứ nhất là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nhớ cái này, hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thành ra tất cả cái gì họ có đó, họ đưa về vô thượng Bồ Đề hết. Về vô thượng Bồ Đề là gì? Cái gì mà chúng ta chưa biết là chúng ta cần phải học, phải thực tập, phải biết cái này quan trọng. Cho đến cuối cùng không có một cái gì mà ta không biết nữa. Tại vì không biết của chúng ta nhiều quá, cái biết chúng ta rất giới hạn. Và một nhà bác học đi nữa, họ cũng thấy là cái biết của họ còn rất giới hạn. Còn cái biết của Đức Phật mấy ngàn năm về trước, mà Ngài thấy được các hành tinh, phải không? Ngài thấy được các hành tinh, Ngài thấy được mà tam thiên đại thiên thế giới. Cái thấy của Đức Phật, thấy được tất cả chúng sanh trong sáu đường sanh tử, cái này Đức Phật thấy được. Các nhà bác học chưa ai thấy được. Nên bây giờ họ cố gắng, họ quan sát thực tập cái thế giới 11 chiều đi, cái chiều thứ 11 này, để họ thấy được những cái con người vô hình mà đang sống chen lẫn với chúng ta.
trong thế giới chúng ta đi. Tại bây giờ khi mà quý vị nhìn mình thấy được 4.0 rồi, mình mới thấy trong cái thế giới mà của 4.0 này nó đang xen lẫn nhau hết. Trong cái kỹ thuật số này chúng ta thấy nó rõ. Ta nói kỹ thuật số này nên mình thấy nó là con số, nhưng mà nó hiện hình lên đủ thứ, cái gì nó cũng hiện hết. Đây là cái điều quan trọng. Bây giờ mình mới thấy được tới đây. Nhưng mà Phật hồi đó thấy này. Ngài mới thấy được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thấy được sáu đường sanh tử của chúng sanh, và thấy được từ địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh. Tại lúc đó mình cứ nghĩ là giả tưởng, nhưng mà Đức Phật thấy thiệt. Đức Phật nói với mình, khi mà Ngài nhập vô lượng nghĩa xứ định tâm muội đó, thì cái trường hợp này đó Ngài thấy được chứ. Mà Ngài thấy được rồi nữa, mà Ngài làm cho các vị Thánh A-la-hán này cũng thấy được cái chỗ này để phát tâm tu. Chỗ này quan trọng. Nếu các vị A-la-hán mà không thấy được cái này nữa, thì tự nhiên các Ngài nhập Niết Bàn, nó không có gì nữa hết, vào không, đi vào không. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên các vị này họ làm đạo, họ luôn luôn tập trung hết trở lại cho cái vô thượng Bồ Đề. Cái nào chưa biết cần phải biết. Vì vậy mà rất cần các bậc thiện tri thức. Những cái không cần biết mình bỏ đi, cái chuyện này nhảm nhí. Chuyện thế gian ai cũng biết hết rồi. Chuyện này chuyện quá bình thường. Nhưng mà đa số đó, con người ta trên cuộc đời này đó, thì thường hay ngồi với nhau mà nói nhiện những cái việc không cần thiết này để sanh ra phiền não. Còn những cái việc cần thiết đó, để làm thánh hiền tiên Phật thì ít ai quan tâm, phải không? Cho nên nhớ cái chỗ này. Cho nên tăng ni học viện chúng ta đã cố gắng hiểu biết những cái gì mà thánh hiền tiên Phật hiểu biết, chúng ta chia sẻ, chúng ta học cho. Còn những cái gì mà cuộc đời này ai cũng biết, ai cũng làm, bỏ. Cái chuyện tham sân phiền não bỏ, hơn thua phải trái bỏ, này không cần thiết. Cho nên các vị Bồ Tát mà họ hướng về cái vô thượng. Hòa thượng Viên Giác khi mà còn sanh tiền, hòa thượng có kể cho tôi một câu chuyện, mà đây là Ngài nói là sự thật. Sự thật. Ở chùa Kim Quê lúc đó Ngài còn là tiểu, nhưng mà trong đó nó có một ông thầy rất đặc biệt. Có ông thầy trong Kim Quê, cứ ông nhìn thấy mà các huynh đệ tụ tập lại nói chuyện này chuyện kia, ông tránh đi hết. Ở trong chùa tu mấy chục năm nữa mà không nói chuyện với ai, không quen biết với ai. Thành ra hòa thượng trao đổi với tôi, hòa thượng nói không quen biết với ai, không chia sẻ với ai gì nữa. Thì tôi mới nói hòa thượng Viên Giác, sao lại không? Ngài không chia sẻ với những con người mà nói chuyện phàm tục, phải không? Nhưng mà thầy nên coi chừng đó, là ông chia sẻ với các bậc thánh hiền tiên Phật. Tại vì ông không nói, tại không nói, tức là ông sống với nội tâm. Mà sống với nội tâm thì ông có chánh niệm, ông có chánh niệm thì ông có chánh định. Thì khi ông có chánh định thì bây giờ ông nhìn thế giới 11 chiều rồi, thì ông thấy được các vị thánh hiền tiên Phật này, họ giao tiếp với nhau chứ. Cho nên cái chỗ này nó, mặc dù tôi chưa nhìn thấy được chỗ này, nhưng mà khi tôi ngồi tôi tụng kinh một mình, thì tự nhiên tôi có cái cảm giác là chung quanh tôi có nhiều người lắm, nhưng mà tôi không thấy được. Tức là cảm giác thì có, nhưng mà mắt nhìn thì không thấy. Đây là cái điều quan trọng nhất, kinh nghiệm tôi. Tôi ngồi đây không có ai hết, nhưng mà tôi có cái cảm giác như là chung quanh tôi có rất nhiều người. Rất nhiều người ở chung quanh tôi. Sau này tôi mới nhận, nhờ có nhiều người đó hộ trì, cho nên tôi mới tồn tại và mới phát triển được. Và những người này dạy cho tôi rất nhiều ở trên cái bước đường tu. Cho nên các vị đã nhìn thấy. Mà người ta bảo là thế giới 11 chiều đó, thì cái chiều thứ 11 này đó, chúng ta nhận được.
Đây là cái điều rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi mình nhìn mình thấy những cái bình thường, nhưng mà trong đó có một cái phi thường. Có một cái phi thường trong đó. Tôi nhớ có một cái vị thiền sư mà bên Nhật, họ nhìn thấy con ếch mà nhảy xuống ao, họ ngộ đạo. Thành ra họ nhìn thấy một con cá chép mà nó nhảy lên trên cao, họ ngộ đạo. Thành ra cái ngộ đạo này là gì? Chúng ta suy nghiệm ra chúng ta thấy. Thành ra làm sao ta cũng có những cái ngộ đạo đó chứ. Thành ra trên bước đường tu mà ta không có những cái ngộ đạo như thế thì ta vẫn là phàm tăng. Phàm tăng. Thành ta có ngộ đạo khác. Thành ông thiền sư mà nhìn thấy một con ếch ở trên bờ mà nhảy xuống ao. Nhảy xuống ao. Ông ngộ đạo liền. Cho nên mình đang ở trong cái thế giới nào đó an lành đó, mà dục mình lại rớt qua cái thế giới sanh tử này không? Các vị có bao giờ nghĩ đâu? Mình là con người sanh tử thiệt, hay là mình con người ở trong thế giới không sanh tử mà rớt vô thế giới sanh tử như con ếch mà nhảy xuống ao? Con ếch là sống trên đất liền nhưng mà nhảy xuống ao, phải không? Đấy. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên mình nhận chỗ này mình ngộ ra được à, kiếp trước mình là tu đà hoàng A-na-hàm. Cho nên dục mình nhảy vào trong cái sanh tử này, phải không? Để rồi mình mang cái thân sanh tử này, mình chịu cái này, phải không? Đấy là trên bước đường tu của mình nhận. Bây giờ ở trong sanh tử này mình làm cái gì đây? Có muốn ra sanh tử không? Muốn ở lại? Đây là cái điều quan trọng nhất. Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói với tôi này, chắc có lẽ là tôi không vô sanh tử nữa. Tôi không vô sanh tử nữa. Tức là mai mốt tôi chết rồi là tôi về bên thế giới kia, chứ tôi không vô đây nữa. Không muốn vô đây nữa. Ngài Đạt Lai Ma nói thiệt cái này nữa. Thành ra tôi còn cười, tôi nói Ngài sợ. Ngài sợ sinh tử. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thành ra bây giờ nếu mà tu theo Kinh Pháp Hoa thì quý vị nhận được một câu gì? Tôi thấy câu này rất là hay. Vãng hoàng tam giới trường ngữ Bạch Ngưu Chi Sa. Lên Bạch Ngưu Sa thì đi ra đi vô có gì đâu. Mặc dù chúng ta ở trong thế giới sanh tử, nhưng mà nhớ đó là cái tâm chúng ta không có sanh tử thì là Niết Bàn. Cho nên các vị A-la-hán họ chứng được cái hữu dư y Niết Bàn là thân họ còn ở trong sanh tử chứ. Nhưng mà tâm họ là Niết Bàn rồi đó. À, cho nên quý vị quan sát thấy kỹ những người này. Ở trong sanh tử cũng như chúng ta, nhưng mà tâm của họ là Niết Bàn. Tâm họ an lành trong mọi tình huống, phải không? Đây điều quan trọng nhất. Hoàn cảnh khổ nhục nhất họ cũng an lành, mà hoàn cảnh sung sướng nhất họ cũng không thay đổi trên bước đường tu. Cho nên chúng ta tập cái này, ta thấy được cái này đó là cái này, ta đang ở Niết Bàn chứ đó. Mọi người thấy ta ở trong sanh tử, nhưng mà thiệt ra là ta ở Niết Bàn. Chỗ này quan trọng đó. Trên bước đường tu chúng ta đó, cố gắng nhận cái chỗ này. Cho nên cái người đó mà ở trong cái thập hồi hướng của Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ đó, cái mục tiêu của họ đặt ra đó, họ đi vào trong sanh tử này để chi? Để thể nghiệm, để trắc nghiệm cái pháp tu của họ. Trắc nghiệm pháp tu họ cho đến khi mà thuần thục, họ đi ra, đi vô này được tự tại. Muốn ở trong sanh tử thì ở, muốn ra thì ra, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Cái chuyện này chuyện bình thường như tôi. Thành ra khi còn đi học, tôi gặp một vị thiền sư. Trên cái vị này mới dạy tôi cái cách sống để làm thầy tu. Ông nói này, bây giờ trên bước đường tu của mình thì thầy cố gắng thực tập. Cố gắng thực tập cái này. Tại vì tu thì phải cố thực tập. Thực tập cái việc sống chết. Cho nên nó làm sao ấy mà đạt cho được. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết.
Thành ra trên cuộc đời này nếu quý thầy ấy, dù có học gì đi nữa đó, mà không thực tập được cái này không có gì, không có gì hết. Làm sao mà mình muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Là có con người thực của mình rồi thế thì mới làm cái này. Thành ra ông thầy, ông sư này giải thấu cái điều này. Có thực. Bây giờ ở cái mức thấp nhất đó, ở cái mức thấp nhất mà mình làm đó, thì sao? Là khi mình muốn sống thì mình muốn sống thì mình phải hít thở không khí trong lành, mình phải ăn uống ngủ nghỉ, phải điều hòa cơ thể. Trong chuyện tu cái chuyện này chuyện rất bình thường, nên sống một đời sống bình thường. Cho nên chỗ này thực hiện được cái câu nói không biết phải của Ma Tổ không? Bình thường tâm thì đạo. Ta nói tâm mình lúc nào cũng bình thường, đừng có cái cao hạ. Khi thì nó quá cao mà khi thì nó rớt xuống quá thấp. Lúc nào cũng như lúc nào. Vinh cũng như nhục, phải không? Đây là cái việc quan trọng. Bình thường. Thành ra mình tập cái này. Đó. Rồi khi mà mình muốn chết thì sao? Mình làm chủ động cái chết. Muốn chết đó, thì cái trường hợp đó, ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đó, muốn chết thì phải nhịn ăn mà chết. Cái này tôi thấy Hòa Thượng Trí Hữu ở chùa Ấn Quang. Cái người mà xây dựng cái chùa Ấn Quang đầu tiên là Hòa Thượng Trí Hữu. Hòa Thượng này chuyên môn trì kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà Ngài khám bệnh, biết mình bị ung thư rồi. Biết mình ung thư. Thành ra Hòa Thượng nói thôi, bây giờ chết là vừa. Nó bây giờ chết là vừa, tức là muốn chết thì phải chết, phải không? Đó, bây giờ muốn chết là vừa rồi, không muốn sống nữa. Thì muốn chết thì sao? Cái việc của Thượng Trí Hữu đó là nhịn ăn để chết. Ta nói nhịn ăn để chết. Nếu mình đây đó, mà mình không ăn, mấy vị không ăn đó, thì mình ốm lần cho tới khi mình yếu, cái cơ thể mình yếu đó, thì lúc bây giờ đó, mình ngồi thiền quen rồi. Mình ấy, mà hít vô mà mình không thở ra nữa đó, chặn nó làm cái đó, nó đứng tìm chết. Ta nên Hòa Thượng thực tập cái này. Cho nên nhịn ăn thì có thể kéo dài 3 tháng, nhịn uống thì có thể sống được 10 ngày. Nhưng mà nhịn thở thì chết liền, phải không? Nhưng muốn như vậy cho cái thân mình nó yếu lần là phải phải nhịn ăn. Rồi đó, tới 10 ngày chót đó, là mình nhịn uống. Tới giờ phút ra đi đó, nhịn thở. Đây, ông thiền sư không tu không nói thực tập cái này tốt nhất. Còn có các vị thiền sư khác đó, là họ muốn lưu cái nhục thân lại họ luôn. Cho nên đó, cái khi mà họ muốn chết rồi, họ thấy họ sống như vậy đủ rồi, cái việc làm đủ rồi, họ muốn làm cái gì nữa. Nhưng mà khi chết là muốn chết một cách cho đẹp, để cho mọi người, làm gương cho mọi người theo đó tu hành. Cho nên cái vị này đó là sao? Họ ăn, ăn cái gì? Họ ăn cái vỏ của cây thông. Nó có cái nhựa thông, ăn vô. Ăn vô tới cuối cùng nó đặt cái ruột lại, nhập định chết luôn. Đây là các vị mà ở bên Chân Ngôn Tông họ thường hay làm cái này. Cho nên Mật Tông, cái người thực tu họ có cái đó. Cho nên nhịn ăn, nhịn uống và nhịn thở, tập cho cái này để mà chết. Đó, thì bây giờ cho quý vị trong lúc mà quán niệm hơi thở đó, thì tôi cũng hay thực tập cái này thử. Cho nên thực tập cái này thử, tức là mình tập kéo dài hơi thở mình ra. Cái này quan trọng, tập thử. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái vấn đề học, nhưng mà rồi cái thực hành thì cái này quan trọng. Thì bây giờ đó, hồi hướng vô thượng Bồ Đề dồn hết. Mỗi một lần mình tái sanh trên cuộc đời này, mình học ở cuộc đời này rất nhiều. Tại tất cả những cái nỗi vui buồn vinh nhục bữa nay á, thì mình buồn, nhưng mà mình học được rồi để mình rút kinh nghiệm. Ngày mai có cái việc như thế xảy ra nữa
mình sẽ không buồn như bữa trước. Cho nên một kiếp tái sanh trên cuộc đời này đó, mình học được rất nhiều. Nhưng mà nếu không làm cái đó đó thì uổng phí một đời kiếp con người, một kiếp con người. Nhưng mà lại là ở trên cuộc đời này đó mà mình làm bao nhiêu những cái chuyện phiền tái nữa thì cái này lại là tạo bao nhiêu tội nghiệp để kiếp sau mình xuống một bước nữa thì cái này là càng uổng hơn nữa. Cho nên nhìn thấy những cái này mình có thể thương được không? Đấy. Đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà học vô thượng bồ đề của một vị Bồ Tát ở cái vị trí này đó là thường mà cũng tái sanh vô trong cuộc đời này. Họ tái sanh này để họ thực tập, để họ học cuộc đời, học cuộc đời để biết được trong sanh tử nó là gì. Biết được hết những cái trong sanh tử rồi thì sanh tử không còn chi phối mình được nữa đó, thì mình chứng Niết Bàn, tức là quả La Hán. Quả La Hán chứng quả vô sanh khi còn thân tứ đại. Đây là việc quan trọng. Cho nên những người này đó là khi họ chết, họ chết dễ lắm. Họ muốn chết, họ chết. Còn nếu mà mình lo mình học thôi, mình chỉ hiểu biết thôi, nhưng mà không thực tập á, thì tôi thấy có nhiều vị tới cuối đời rồi muốn chết mà chết cũng không được. Sống thì đương nhiên không sống được, nhưng mà muốn chết bây giờ cũng chết được. Tại sao không chết được? Họ khoét cái cổ mình, họ đút cái ống vô đây, họ bơm thức ăn vô, ăn không được họ cũng bơm vô đây. Mình không uống nữa mà họ tiêm vào mạch máu mình nữa, để nuôi mình nằm nữa, mình sống như thực vật vậy. Tội nghiệp. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng, tức là các vị mà họ đắc đạo rồi họ sanh lại họ làm, thì nhờ cứ mỗi một lần sanh lại trên cuộc đời này thì mình biết thêm được một số việc. Sanh lại trên cuộc đời này thì mình biết thêm được một số việc. Biết được cái này là biết cái thực của chúng sanh, biết cái thực của chúng sanh, chứ không phải biết theo kiểu của chúng ta để phiền não. À, chúng sanh nó như vậy đó. Để chi? Để sau này đó, những kiếp tái sanh của mình muốn vô đó là mình chủ động được. Mình chủ động được đó, mình sanh vô chỗ nào, mình làm quyến thuộc của ai, để mình làm việc gì, cái này có rõ. Cho nên như Đức Phật Thích Ca của mình cũng vậy, phải không? Cái chủ động trong vấn đề sanh chứ. Đó, bảo là ở trên cung trời Đâu Xuất mà Ngài giáng thần, Ngài sanh vô trống cung dòng họ Thích để Ngài đi xuất gia làm Phật. Cái này mục tiêu rõ ràng. Rồi khi mà giao qua chúng sanh 49 năm mãn rồi đó, thôi vào Niết Bàn. Cái chuyện này đó là của các Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu của mình đó, là Bồ Tát mà cái hàng thập hồi hướng này họ học cái này, học theo cái kiểu của Phật này để mình làm, để sau này mình cũng được như vậy. Bây giờ chủ động được, bây giờ mình chưa chủ động được là tại mình còn nghiệp. Đây, cho nên mỗi lần tái sanh trên cuộc đời này đó, là các vị nên cố gắng cắt bỏ cái nghiệp của mình bớt. Mỗi một kiếp như vậy đó, không tạo nghiệp thêm mà nên cắt bớt. Cắt bớt cho nó nhẹ lần đi đó, thì sau này mình mới chủ động được. Chứ còn nếu mà để cho nghiệp nó kéo mình, nó tái sanh đó, thì cái này đương nhiên dễ vô trong ba đường ác. Đây là các cái vị họ vừa thực tập cái vô thượng bồ đề của họ mà thực tập ngay trong sanh tử, cho nên họ cũng sanh vào sanh tử. Cho nên chúng ta quan sát, ta nhìn, ta thấy được những người như thế thì ta tôn họ làm thầy, ta coi họ là bạn để chúng ta học được những cái của họ, để rồi chúng ta cũng sẽ được như họ. Cái thứ hai là họ làm gì? Nhờ có cái này, hồi hướng pháp giới chúng sanh. Tức là nhìn vào trong pháp giới chúng sanh, coi những người nào có duyên với mình á, thì mình tìm tới đó mình kết bạn, mình dìu dắt, mình giúp đỡ họ. Chứ không phải là độ tràn lan, ai mình cũng độ hết, làm sao được. Đức Phật nói là người nào có duyên với mình mới độ được, còn người nào không có duyên thì thôi chứ. Cho nên pháp giới chúng sanh, tại vì biết á, là nếu không có quyến thuộc bồ đề thì không làm Phật được. Cho nên bây giờ mới cái vấn đề quan sát pháp giới chúng sanh, ai có duyên với mình độ trước. Cho nên tu pháp hoa là thường, quý vị nhìn vậy. Tức là cái thứ nhất, độ trước là những người có duyên với mình, có duyên với mình tức là những người thương mình, những người hết lòng với mình.
những người này đó là cốt cán của mình đó. Nếu thiếu cái chúng này đó thì mình không làm đạo được. Rồi đó, có một cái chúng mà quan trọng như thế rồi đó, thì mình mới nhắm tới cái chúng thứ hai là gì? Đường cơ. Tức là coi những người nào có duyên với mình, mình tới mình độ để đưa vào trong tăng đoàn. Phải không? Chứ không phải ai cũng đưa vào hết, đưa vô nó phá không chịu nổi. Nhưng mà khi đưa vô tăng đoàn nhiều đó, tôi nhớ là 12 năm khi Đức Phật thành đạo đó, thì bây giờ Ngài mới chế luật ra, Ngài ngăn bớt. Thấy nó vô đông quá cho nên phải ngăn nhé. Không có thì mình muốn tập hợp, nhưng mà có đó thì nên cẩn thận chỗ này. Cho nên trường chúng ta bây giờ đó cũng nên làm hàng rào ngăn bớt. Cho nên ai mà không thực tu, thực học đó, mà chúng ta phát hiện ra được đó, chúng ta mời ra, phải không? Mình gọi là vi phạm giới luật, mời ra. Cái này là rõ ràng trên bước tu. Ta nói chúng đương cơ. Là tôi nhắm vào cái trường này là chúng đương cơ. Những người có duyên với tôi đây, giáo hội giao cho tôi quản lý tất cả các anh em đây. Cho nên tôi hết lòng với cái trường này và tất cả các tăng ni chúng ta đây. Đây tôi gọi là chúng đương cơ. Là trách nhiệm của tôi. Đấy. Khi mà làm cái này đó, mà nếu mà các huynh đệ ở đây mà tu tốt, kết quả tốt đó, thì cái số Phật tử đằng sau kia họ ngồi họ thấy vậy họ cũng muốn đi tu đi theo, gọi này kết duyên. Bây giờ họ còn gia duyên ràng buộc cho nên họ không thể cạo đầu đi tu như chúng ta được đấy. Nhưng mà họ nhìn họ thấy mình tu mà mình được an lạc, được giải thoát, mình lên niết bàn như thế này đó, thì cái trường hợp đó đương nhiên họ muốn tu. Thì khi có cái ý muốn rồi đó thì họ gieo trồng cái phước điền. Rồi tới một ngày nào đó đủ duyên, họ cũng xuất gia, cũng tu hành như chúng ta. Cho nên trong sám quy mạng có một câu mà rất dễ thương đó, là thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Đấy. Trong kiếp này tôi chưa đi tu được, nhưng mà tôi cố gắng tạo cái nhân xuất gia tu hành để qua kiếp sau đó tôi đủ cái duyên mà tôi đi xuất gia làm một vị sa môn chân chánh, phải không? Cho nên cái vị Bồ Tát Thập Bảo Hướng này đó, bao nhiêu cái phước của họ tu được đó, họ dồn về hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Đấy. Tức là tất cả những người mà họ theo mình, họ tu, họ hợp tác với mình đó, mình hết lòng chăm sóc của họ chứ tuyệt đối không lợi dụng họ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu đó, sau này mấy thầy ra đi làm đạo nhớ cái đường. Nhớ cái điều Đức Phật dạy. Những người nào mà hết lòng với mình đó, thì mình cần phải bồi dưỡng cho họ để cái tình cảm tốt đẹp của họ với đạo mỗi ngày nó cao hơn, với mình nó tốt đẹp hơn, chứ đừng có làm mất đi. Thành ra trường hợp mà Đức Phật nói là nhổ lông chim, nên con chim mà quý vị nhổ hết lông nó chết không? Cho nên để cho nó mọc ra nhổ một cái thôi, phải không? Nhổ một cái thôi mà nhổ hết rồi nó chết đó. Quá mức cho phép của nó thì lúc bây giờ đó, nó sẽ phản lại chúng ta là cách bình thường. Cho nên cần phải nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của họ để cho họ gắn kết với đạo đời này đời sau cho tới cái khi họ thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên này hồi hướng pháp giới chúng sanh là một vị Bồ Tát mà có cái phát tâm này, có tâm niệm này, tức là vị tha. Còn đa số các vị tinh văn thì người ta lo, người ta tu để giải thoát thôi. Còn các vị Bồ Tát phải lo cái chuyện này, gánh vác cái Phật sự này. Tới cái thứ ba là gì? Nhớ, cái mục tiêu đó là gọi là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh rồi. Bây giờ tới cái thứ ba đó là chân như thật tướng. Tất cả những cái gì mà mình làm được, cái này nhớ bỏ đi. Đừng bao giờ giữ trong lòng, giữ trong lòng cái này rất nguy hiểm. Tại mình nghĩ là tôi làm cái này cho người này kia. Nhưng mà người này sau này xử sự của tôi không được tốt nữa thì tôi phiền não, phải không? Cho nên Đức Phật gọi là chân như thật tướng. Làm thì tất cả
Nhưng mà trong lòng đừng lưu lại ta không có cái gì hết. Cái này là theo duyên mà chúng ta làm thôi, tùy duyên mà giáo hóa thôi. Cho nên chỗ này đó là vô ngã vị tha, thì như vậy đó tương lai chúng ta thành Phật. Cho nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, mặc dù nói thập hồi hướng là 10 điều, nhưng mà tôi rút lại 3 điều thôi. 3 điều này 3 điều căn bản. Cho nên ta quan sát, ta thấy các vị Bồ Tát này đó, là ta nên thân cận, nên hợp tác, nên học hỏi, nên tu hành. Còn đương nhiên các vị Bồ Tát lớn ở trên thập địa mà họ sanh lại thì chưa kể. Còn các vị Bồ Tát mà thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác rồi họ sanh lại thì cái này cũng chưa kể. Nó còn nhiều lắm. Mà chúng ta cần phải có chánh niệm, chúng ta quan sát kỹ chúng ta mới thấy. Thế nên nhiều khi đó họ đóng những cái vai mà rất là lạ. Như cái trường hợp mà Ngài Kanaka. Ngài Kanaka là một vị A-la-hán trong thời Đức Phật. Mà khi Ngài muốn cứu Ngô Đạt Quốc Sư, phải không? Cứu Ngô Đạt Sư, thì Ngài mới hóa thành một ông sư. Ông sư Hủi, ông sư Hủi bệnh cùi. Này, chỗ này các vị nên cẩn thận. Không phải tất cả những người cùi là A-la-hán hết. Tại vì ông đóng vai mà. Ông đóng vai giả. Thành ra ông đóng cái vai giả. Ông biết cái ông này sao này ngộ nạn. Ông này là rất tốt và ông này rất giỏi. Ông này là ruồng cột của đạo. Nhưng mà sẽ gặp nạn. Cho nên ông mới hiện lên ông cứu. Thành thử ông hiện thân làm ông Thư Hủi. Mà tôi nhớ hình như là ông làm rớt cái dép ở dưới sông. Ngài Ngộ Đạt mới xuống lượm lên giống. Ngài Ngộ Đạt là người tu. Chỗ này đó, người tu, ta nó không xem thường người nghèo, không xem thường người bệnh, không xem thường. Tại có lòng thương, cái lòng thương thì bình đẳng. Nhưng mà chỗ này nếu mà cái người mà không thực tu đó, thì thấy người giàu mình niềm nở, mà thấy người nghèo khó thì mình đuổi xua, phải không? Cái này không được. Thì bây giờ nó Ngài Ngộ Đạt là người thật tu. Cho nên một ông sư Hủi mà làm rớt chiếc dép mà kêu Ngài xuống lượm giùm. Ngài thấy vậy, Ngài nhảy xuống Ngài lượm luôn. Thì Ngài Kanaka mới nói sau này đó, nếu có gặp nạn đó, thì nên tới Cửu Lục gặp tôi. Ngài nói vậy Ngài biết mất. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta có những cái trường hợp vậy. Họ hiện ra họ cứu chứ, các vị A-la-hán họ cứu ta, nếu ta thật tu. Cho nên sau khi mà Ngài bị cái nhân diện sang đó, trên đầu gối đó, thì Ngài mới nhớ tới, mới nhớ tới cái vị sư Hủi kia. Cho nên Ngài lên Cửu Lũng, tới cái dòng suối nó thấy có hai cái tùng A-la-hán ở đó. Thì Ngài mới gặp được Ngộ Đạt Quốc Sư. Thành ra cho Ngài một viên thuốc và biểu là xuống cái dòng suối này rửa là hết bệnh liền. Thế nên Ngài hết bệnh về Ngài mới viết ra cái bộ mà Thủy Sám mà ngày nay chúng ta thường đọc. Viết bài Thủy Sám là cái trường hợp này Ngộ Đạt Quốc Sư làm. Cho nên trên bước đường tu này, tại vì chúng ta không hết lòng, chúng ta không quyết tâm, cho nên các vị Bồ Tát không tới với ta được, các vị Thánh Tăng không tới với ta được, mà chúng ta gặp những cái vị phàm tăng, chúng ta gặp những cái vị ác tăng, rồi họ làm cho chúng ta bất mãn thêm, rồi chúng ta bỏ cuộc, bỏ tu, thì cái này uổng cuộc đời. Cho nên hết lòng, quyết tâm, thì tôi nghĩ sẽ có các vị này, họ hiện ra, họ giúp đỡ, họ cứu chúng ta. Nên tôi gần ở đây, thì trong 10 ngày này đó là các vị giáo thọ cũng như tất cả các vị tăng ni, chúng ta nên suy nghĩ sâu hơn chút để chúng ta có một cái tu hành kết quả tốt hơn nữa.